Bin Jeong Hoàng Đào Hoa biết làm thơ của giới rap Việt không còn xa lạ gì đối với giới trẻ ngày nay. Bin trở thành một ông hoàng đào hoa khiến nhiều fan girl lụi tim bởi vẻ ngoài boy đầy nam tính. Bin Ji tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh ngày 24 tháng 5 1988 tại tỉnh Gia Lai. Anh tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008, đã từng là artist của một số diễn đàn rap như Midsize Rap, Zivia. Với chất giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật tốt và luôn biết cách thay đổi phong cách mới mẻ, luôn mang lại những sản phẩm âm nhạc độc đáo và lạ lẫm. Năm 2010 được khán giả biết tới rộng rãi hơn với Tép Em Da Lenger và những sản phẩm đáng chú ý kết hợp với rapper cá chép của Việt The Gym. Anh đã từng dành hơn 10 năm sinh sống tại Mỹ và trở về Việt Nam hoạt động trong giới underground khoảng 3 năm trở lại đây, nhanh chóng trở thành một rapper có tiếng với phong cách bad boy. Từ những bản nhạc tình cảm, những bài rap sặc mùi gangster, không thể phủ nhận rằng tên tuổi của Bin Ji đã và đang chiếm giữ một vị thế riêng trong Vbiz. Năm 2013, bài nhạc Dipsy, Bin Ji cùng với Thanh Nguyễn được đánh giá rất cao, tạo được dấu ấn và nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cũng trong năm 2013, Bin Ji tham gia trận beat lớn chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Với tư cách là người thuộc phe Karik, anh và Rimatic cùng với Big Daddy đã tung track Gato lên tiếng bảo vệ khi Karik mới bước chân lên mainstream. Tuy nhiên sau đó anh đã sớm rút lui vì có nhiều bạn bè của anh tham gia hai bên đầu chiến tuyến. 2014, anh cùng Zerg Tati cho ra mắt ca khúc Cry Over You, người hâm mộ còn ưu ái gọi anh chàng này là Xuân Diệu của giới rap Việt vì những câu từ quá đỗi tình, quá đỗi thơ được thể hiện theo một phong cách mới lạ và đầy cảm xúc, vân điệu. 2015, bài nhạc Phiếu Sau Em kết hợp cùng với ca sĩ Cây Trần với giai điệu bắt tai cùng với lời rap buồn sâu sắc đã tạo thành sản phẩm hit của bộ đôi. Sau khi rời khỏi Zivia, anh đầu quân cho Space Picker. Trước 2017, Bin Ji thường được biết đến với phong cách trữ tình, lãng mạn. Anh kết hợp với nhiều nghệ sĩ underground như Zerg Tati, Ít Ly, Rimastic. Tiếp theo từ 2017, anh liên tục phát hành một số ca khúc sôi động hợp tác với Hoàng Tulliver như Dây Sát, Zini, Quazi. Anh được nhận xét là một trong những rapper thành công nhất Việt Nam. Với những ca khúc tự sáng tác được giới trẻ đón nhận và đạt lượng nghe hàng trăm triệu lượt trên nền tảng YouTube và các trang nghe nhạc Việt Nam tạo được sự bùng nổ trong phong cách làm nhạc mới. Vào khoảng nửa đầu năm 2019, giới trẻ bỗng xôn xao về một bad boy có khả năng rap cực chất cùng những vần điệu đánh trúng tim đen của cộng đồng yêu âm nhạc. Không ai khác chính là ông hoàng làm thơ Bin Ji với Thôi Anh Không Chơi, làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim fan girl. Anh cũng từng hợp tác với nhiều ca sĩ mainstream như Khổng Tú Quỳnh, Phương Ly, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Kỳ Linh. Ngoài ra, anh có góp mặt trong một vài chương trình game show như Quý Ông Đại Chiến, Sau Đại Chiến, Rap Việt. So với thời điểm 4-5 năm trước khi Bin Ji vẫn còn là một ẩn số trong thế giới ngầm underground, cho tới thời điểm hiện tại, vẫn là Xuân Diệu, khi ấy nhưng phải chăng anh đã mượn cái cớ bước ra khỏi thế giới underground để trở thành một gã trai hư vừa tình vừa thơ mà lại vô cùng mạnh mẽ. Tháng 7 năm 2020, Big City Boy bài nhạc được sự đầu tư chỉnh chu về mặt hình ảnh âm thanh cũng như câu từ. Sau 12 giờ phát hàng, bài nhạc đã đạt các thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, được đông đảo các fan trong nước và quốc tế đón nhận và làm các video reaction. Hiện tại anh đang tham gia chương trình Rap Việt với vai trò là huấn luyện viên. Chương trình truyền hình hot nhất 2020 liên tục đều nhanh chóng leo lên những vị trí dẫn đầu của top trending YouTube và đang trải qua những vòng đối đầu vô cùng gay gắt và ấn tượng. Bin là người tương đối kín tiếng về đời tư. Anh cũng chưa từng công khai các mối quan hệ yêu đương của mình. Anh đã từng chia sẻ mình đã có rất nhiều mối tình và cuộc tình dài nhất của anh chỉ đến 6 tháng. Tuy nhiên cái tên Bin và Châu Bùi lại là hai cái tên hot nhất thời gian vừa qua, được các báo đài đưa tin về cặp đôi nghi vấn hẹn hò. Với màn thả thính cực dễ thương và chất của anh cũng phần nào khẳng định đồn đoán kia là thật. Thậm chí, Bin đang được mệnh danh là ông tổ ngành thả thính khi hết lần này tới lần khác gieo vần, ngâm thơ nhắc đến tên của bạn gái. Cặp đôi cũng bị phát hiện mặc áo đôi, đi giày đôi, hay âm thầm thả tin cho nhau trên Instagram. Các fan đang ngóng đợi tin chính thức từ cặp đôi và sản phẩm âm nhạc tiếp theo của anh hứa hẹn sẽ nhiều bùng nổ. Trên đây là tiểu sử về rapper Bin Ji. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi các video tiếp theo.